HRX thì sẽ có đèn và shop sẽ câu thông qua jack. Đây là jack cắm trả, không cắt điện zin và vẫn giữ được jack zin, nhưng mà tăng thêm cái đèn hậu phía sau tăng độ an toàn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh bảo hộ xe máy Yohi Shop, kênh phân phối sỉ và lẻ các sản phẩm CV chính hãng. Đây là mẫu Winner XV2 và shop đang tiến hành lên cảng HRX để lắp thùng nhận khách. Thì cái bát của GV, những cái ren mà ốc thì hãng GV họ sơn tĩnh điện nên nó sẽ phủ lên những cái ren. Thì các bạn ở xa đặt hàng có nhu cầu thì cứ dặn shop là shop sẽ tarot trước, các bạn dặn vào sẽ nhẹ tay hơn. Còn các bạn đến shop thì shop hỗ trợ lắp ráp miễn phí. Thì mình lắp cái bát này vào đây, thì ở đây nó có 4 con ốc zin, thì mình sẽ thay thế bằng 4 con ốc này. Ốc này của hãng GV sẽ tặng kèm cho các bạn. Thì hai con phía trước là hai con ngắn, hai con phía sau hai con dài. Thì các bạn nhớ giữ cái phe cài zin của cái đuôi dè nha các bạn, để cái dè nó sẽ cứng, nó không có bị rung. Sau khi lắp bát xong thì mình sẽ tiến hành tháo cái gác chân dưới để mình bắt cái vị trí chính. Đây là cái vị trí mà sẽ được kết nối với lại cảng HRX. Thì cảng HRX nó kết nối ở một cái ngay cái đuôi dè khi nãy mình thả xuống. Còn vị trí thứ hai là ngay cái gác chân này. Thì các bạn chỉ cần tháo gác chân và các bạn chen cái cảng vào trong. Thì cái phần này thì các bạn lưu ý là các bạn dùng cái lục giác hay cái gì đó các bạn gắn hờ trên để các bạn có thể dễ dàng các bạn vặn ốc phía dưới. Thì hai con ốc dưới gác chân các bạn lưu ý là mình chỉ nhận hờ vào nha các bạn, đừng có siết cứng. Khi các bạn siết cứng thì cái phần trên nó sẽ bị kênh ra, để các bạn lắp vào rất là khó. Thì các bạn chỉ cần siết hờ thôi, và trên đây cũng vậy. Thì các bạn nhớ đẩy cái bát lên để cho nó ngay cái lỗ ốc, nó không có bị vên nha các bạn. Thì các bạn siết không có bị hư cái đen. Thì các bạn siết vừa dính vào thì các bạn tiến hành lắp cái đế, chứ đừng có siết cứng vào nha các bạn. Thì bên mình sẽ câu đèn trước và lắp cái đế sau. Cái đế HRX là cái đế nó có đèn hậu luôn, nó tích hợp cái đèn hậu. Thì cái mặt điện hậu nó nằm ở bên tay phải theo hướng các bạn ngồi của Winner V2. Thì bên mình sẽ có cái jack này là jack cắm zin luôn, jack cắm trả. Thì đây là cũng jack chống nước luôn nha các bạn. Thì các bạn chỉ cần mua về và cắm vào thôi. Thì cái jack này nó không có đi theo bộ nha các bạn, nên các bạn nào ở xa mà mua mà có nhu cầu thì cứ nhắn cho shop, thì shop sẽ gửi kèm. Thì các bạn chỉ cần cắm vào thôi. Thì cái này khi các bạn cắm thì các bạn nhớ tắt chìa khóa nha, lỡ có cắm sai thì các bạn cắm lại nó không có bị chập bên trái cái cầu chì. Thì cái cảng HRX có mức giá hiện tại là 1.537.000 nha các bạn. Đối với hàng GV thì cái giá nó sẽ có chút biến động, nên các bạn xem những cái clip thì các bạn muốn biết chính xác nhất, các bạn cứ gọi trực tiếp cho shop hoặc là cập nhật vào website của shop để các bạn cập nhật giá hiện tại. Thì giá nó sẽ biến động theo thị trường, theo cái vật tư, và cũng như là mỗi năm thì hãng sẽ có một đợt điều chỉnh giá vào cuối tháng 4. Thì năm nay cũng sắp đến tháng 4 rồi thì hãng bắt đầu họ điều chỉnh giá. Ở shop thì phân phối hàng chính hãng thì nó bắt buộc phải theo giá của công ty nha các bạn, nên không có thể bán lệch giá được. Và đối với cái cảng này thì shop sẽ lắp ráp miễn phí công. Các bạn cứ mang xe đến shop và shop hỗ trợ lắp ráp cũng có tính công. Sau khi lắp xong thì anh khách anh chọn được cái mẫu này, mẫu thùng B32 ADV full option luôn. Thì mẫu này sử dụng rất là đơn giản. Thì trên thùng nó sẽ có cái ngàm để nó gài vào cái đế. Thì các bạn sử dụng, các bạn chỉ cần gắn vào đúng ngàm, các bạn ấn mạnh xuống thì nó sẽ giữ cái ngàm lại. Khi các bạn khóa lại, rút chìa khóa ra thì không thể mở thùng cũng như mở nắp. Chỉ khi nào các bạn có chìa khóa thì các bạn mới có thể thao tác được. Và thùng này cũng tặng kèm các bạn cái lưới ràng để các bạn có thể chùm đồ phía trên, để có thể khi bên trong đầy có thể tải thêm đồ bên ngoài. Và phía sau sẽ có tựa lưng cho người ngồi sau, rất là tiện lợi luôn. Visa giúp đỡ mỏi lưng cho người ngồi phía sau. Thì cái thùng này có giá là 1.894.000 nha các bạn. Và ở shop còn có sẵn nhiều cái mẫu thùng khác để cho các bạn lựa chọn, có nhiều cái thiết kế, dung tích, mức giá khác nhau. Thì tùy theo sở thích và nhu cầu các bạn có thể lựa chọn cái mẫu nào phù hợp nhất với các bạn. Và bên shop còn có thùng phong, áo mưa, ba lô, chống nước. Thì
các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng để tham khảo thêm mũ bảo hiểm của nhiều thương hiệu. Địa chỉ shop có để ở bên trên màn hình, và số điện thoại Zalo để các bạn kết bạn để shop tư vấn. Nếu các bạn ở xa thì shop có gửi hàng qua hình thức COD, là hàng gửi đến các bạn mở ra kiểm tra đúng hàng rồi mới thanh toán, không cần phải đặt cọc trước nha các bạn. Các bạn nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh của shop và xem những clip mới nhất của shop. Shop cảm ơn các bạn luôn quan tâm và theo dõi. Shop xin chào và hẹn gặp lại.